Lý Thần 43 tuổi đóng vai thiếu niên 17 tuổi khiến cư dân mạng cười bò. Mới đây, Lý Thần khiến cư dân mạng xôn xao với phân đoạn đóng vai học sinh 17 tuổi. Đây là trích đoạn được cắt ra từ bộ phim siêu Việt do Lý Thần tham gia với tư cách khách mời. Ngay lập tức, từ khóa, Lý Thần 42 tuổi đóng vai 17 tuổi đứng đầu trên hot search Weibo. Nhìn biểu cảm của các bạn diễn, có lẽ đây chỉ là một chi tiết gây hài chứ nhân vật của anh không thực sự 17 tuổi. Cư dân mạng không hết bàng hoàng trước tạo hình xấu lạ của nam diễn viên. Nhiều người còn so sánh với nhân vật Thường Vượng trong phim Đôi Đũa Lệch. Bình luận của cư dân mạng, xin lỗi nhưng mà giống Thường Vượng trong phim Đôi Đũa Lệch. Những tưởng nha đầu ngốc 15 tuổi đã là tận cùng rồi, còn phải combo nam nữ cho đủ bộ nữa à? Hình như cái khai gian tuổi này chỉ là hiệu ứng gây hài mà. Chú ơi, học 30 năm không ra trường hay gì? Tuổi học sinh mặt phụ huynh, chú đủ tuổi để làm ba ba của các cháu 17 tuổi rồi mà hu hu. Lý Thần bồ cũ Phạm Băng Băng phải không ta? Sao nay nhìn lớn vậy? Sinh năm 1978, Lý Thần là nam diễn viên kiêm nhà làm phim nổi tiếng tại Trung Quốc. Anh được biết đến qua các tác phẩm Cực Hạn Cứu Viện, Đường Sơn Đại Địa Chấn, Võ Mị Nương Truyền Kỳ, Quân Sư Liên Minh. Ngoài ra, anh còn được yêu mến khi là thành viên show ăn khách Keep Running, Running Man bản Trung Quốc. Ngoài đời, tài tử đã 43 tuổi, gương mặt từng trải, thậm chí lộ dấu vết lão hóa. Vào đó, nhiều khán giả cho rằng Lý Thần không thể hiện được sự trẻ trung, nhiệt huyết của thanh thiếu niên đang tuổi mới lớn. Độ tuổi chênh lệch lớn, ngoại hình đối lập giữa hình ảnh nhân vật và diễn viên thể hiện gây ảnh hưởng đến cảm nhận của người xem. Tuy nhiên, theo nhà sản xuất, dự án Lý Thần tham gia là một bộ phim hài. Ngôi sao là khách mời đặc biệt, có phân đoạn gây cười cho khán giả. Trước những ồn ào về vai diễn, Lý Thần cũng lên tiếng giải thích, muốn hỏi về tuổi tác ư, không phải 17 như mọi người suy đoán đâu. Siêu Việt là tác phẩm hài, có Trịnh Khải, Lý Quân Nghệ, Tào Bính Côn, Trương Lam Tâm, Trương Dung Dung đóng chính. Phim dự kiến ra rạp vào ngày 12 tháng 6. Thời gian qua, nhiều nghệ sĩ Trung Quốc bị chê bai khi hóa thân thành thiếu nữ hay thanh niên, có chênh lệch lớn với tuổi tác thực ngoài đời, như Châu Tấn, Lưu Gia Linh, Trương Tử Di, Lưu Đào. Điều này khiến khán giả có cái nhìn không mấy tích cực về việc sao hoa ngữ cưa sừng làm nghé. Khi đóng chính trong câu chuyện Hạnh Phúc, Lý Thần cũng từng bị chê trách tuổi đã ngoài tứ tuần, nhưng vẫn nhận lời vào vai học sinh cấp 3. Được hóa trang kỹ, khoảng cách tuổi tác vẫn hiện rõ trên gương mặt của tài tử, khiến người xem không khỏi cảm thấy khiên cưỡng.